bán cà tím có hot girl phụ à? Hot girl phụ phụ bán hot girl hay là em này em là nhân viên của nhà hàng hải sản Plus. Anh nghĩ mà bán cà tím nhiều người ủng hộ lắm à. Rất là dễ thương luôn. Bán như vậy đó bán không kịp rồi, nhiều khi em ra bán rồi cũng phải nhập hai mấy xe nữa rồi kiếm thêm hai người nướng luôn á. Bây giờ là Hùng không phải ngồi đây phun nữa, ngồi đằng sau kìa, có bông ngồi đây phun rồi. Thấy vui không Nga? Vậy ca này ca nhiều. Mọi người vui vẻ nhiệt tình hỗ trợ cái này thì tạo thêm cái động lực cho Nga. Đúng không? Bé bông bán cà tím hơi bị hot rồi đấy. Nói chung là thấy mọi người đều hỗ trợ bé Nga. Nhân viên dễ thương các bạn ạ. Trong kia còn 2-3 cô lễ tân rất là xinh. Có nhiệm vụ duy nhất là mời khách thôi. Bông là nhân viên order. Ở trong nhà hàng có nhiều người xinh em không Bông? Có xinh bằng em không hay là kém hơn? Xinh hơn. Nhưng mà bây giờ mọi người muốn làm quen với Bông rồi đó thì tới ăn có được làm quen không? Được luôn. Nó nói cái gì cũng được các bạn ạ. À. Em cho số điện thoại đi, tối gọi cháy máy luôn. Hôm vừa rồi khi mà Nga và Duyên tới ăn thì Bông cũng phục vụ rất là nhiệt tình. Và hôm nay Nga tới đây bán thì cũng là Bông ra đây phục vụ luôn. Rất là có duyên đấy. Nóng lắm á. Lúc nào mà vắng vắng khách á, cho Bông gọt thử một trái nha. Dạ 20 ạ. Một bịch á? 3 bịch. 3 bịch luôn. Chú mua 3 bịch luôn kìa. Bông thì thật ra thì còn ở đây thì Bông đang mặc đồ để phục vụ nhà hàng. Hay là khi mà ta ngồi đây cũng khó, rất là tội cho Bông. Bông bảo là lẽ ra là cái mặt bên dài thì nó dễ hơn. Đã con cái. Đấy. Đây bé Bông phụ bé Nga bán cà tím. Còn thiếu một bịch nữa ngay. Cứ ra bịch nào là hết bịch đó. Ra bịch nào là hết bịch đó. Hy vọng là tất cả thời gian Nga bán ở đây đều đông khách như vậy. Dạ dạ. Dạ dạ trời. Em qua anh xíu được không? Anh xem kênh em nhiều chưa? Dạ dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. À, hy vọng là anh sẽ tới đây nhiều nhiều để ủng hộ cái bịch cà tím của Nga. Cảm ơn anh nha, anh mua 3 bịch đấy các bạn. Anh nhớ mình đang quay, anh nghe tiếng mình, anh bảo là phạm đúng phải không? Anh chào. Đỡ con cái. Đỡ em cái nhanh. Thực sự là mình cũng không ngờ. Mình chia sẻ cái điều này rất là nhiều rồi. Khi mà mình quay Duyên bán ở đường Nguyễn Duy Trinh thì sau đó được số của Duyên và chia sẻ rất nhiều. Sau đó là cái sự đổi đúng. Đỡ con cái còn một cái sự chia sẻ của Nga. Bắt đầu mình không biết Nga luôn. Có một ngày người chia sẻ thông tin về Nga, nói là mình tới quay Nga đi, và kể từ đó mình bắt đầu có duyên với Nga nhiều hơn. Dễ mến mình dẫn 20.000 nha mọi người. Hôm nay qua một thời gian các bạn theo dõi nhiều rồi, hôm nay Nga nó trả nữa, mới gì trả bán hàng nó lớn quá thôi, mà ngồi ở giữa hè cái đường lá sân ngoài các bạn á, ngồi ngay ở phía mặt đường bỏ lên đi chạy bộ chạy qua lại liên tục, và Nga thì bán không có che chắn hết, rất là ổn đen sức khỏe thì bị sụn lên đặc biệt này kia. Hôm nay thì biết nhìn ở đường mua quán này một năm bình vừa nãy mình quay thì mua 3 bình ui chị ơi bắt đầu cũng sẽ ngày đầu tiên nghe Nga qua người bán thì bằng người dùng khách hàng sẽ quan tâm mua Nga nhiều hơn. Chào và hẹn lại này. Nga bán 80kg nha quý vị, 80kg cà tím nha. Được mấy bình rồi? Không kẹp rồi. Lấy cái một bình chứ không?
Wow, cả tím nó chín mà nó mới nở ra kìa. Nhìn hấp dẫn ghê luôn. Cái này mà không có lấy dao rạch là bị nó sẽ bị nổ nhá. Nên là mỗi lần cô làm là cô lấy dao rạch. Không nò ơi. Đây có khách đang chờ mua. Này nướng khoảng 5 phút là chín nhỉ anh nhỉ. Mẹ qua mẹ lột nhanh đi mẹ. Bác ơi, quạt rồi đó. Dạ không cái cô. Đây là chồng bé Nga, rồi có mẹ chồng bé Nga ra phụ. Tin không kịp luôn. Không kịp bán, làm không kịp bán. Coi nãy giờ đó.